Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vinavonic. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy ủ sữa chua. Máy ủ sữa chua này có gì khác so với những máy ủ sữa chua mà chúng tôi sản xuất trên thị trường hiện nay? Đó chính là để đi vào cái chi tiết về điểm đặc biệt của cái máy ủ sữa chua này thì tôi cũng sẽ giới thiệu sơ bộ cho các bạn qua về tổng thể của cái máy ủ sữa chua này. Thì các bạn, đây là máy ủ sữa chua mini, chỉ có 3 khay thôi. Và kích thước của nó thì chiều dài, chiều sâu thì là 600mm, chiều rộng của nó là 585mm và chiều cao của máy là 625mm. Nhìn vào tổng thể thì bạn có thể thấy, thứ nhất đó chính là trực quan của chúng ta nhất, đó chính là hệ thống cái cánh cửa của cái máy ủ sữa chua. Bên trên là cái bộ điều khiển và ở dưới là hệ thống bánh xe. Giờ tôi sẽ đi sâu vào bên trong từng bộ phận của cái thiết bị này. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn, tôi sẽ mở cái cánh cửa của cái máy này ra. Thì các bạn nhìn vào đây, cái phần đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy chính là cái hệ cái lớp cách nhiệt bằng thủy tinh. Độ dày của cái lớp cách nhiệt này là 30mm. Và đi sâu vào đó là chính là cái phần răng cao su này. Cái phần răng cao su này khi mà khi chúng ta đóng cái cánh cửa vào ấy, cái phần răng cao su này tiếp xúc cánh cửa thì nó hạn chế, thứ nhất á là cái nhiệt độ, thứ hai là cái không khí của trong cái môi khí trong môi trường của cái quá trình ủ chúng ta thoát ra ngoài, cho nên đảm bảo được rằng là cái quá trình mà chúng ta ủ sữa chua tốt nhất, vận hành một cách trơn tru nhất. Tiếp theo là cái khay thì vẫn là khay inox 3.4 và khay này thì kích thước của nó là 40x40 cm. Một cái khay này thì nếu như các bạn ủ những dòng sữa chua những cái hũ thường 80ml thì sẽ để được khoảng là 49 hũ, còn nếu như ta ủ những hũ nếp cẩm mà lớn hơn á, thì chúng ta sẽ chứa được khoảng là 36 hũ. Ở bên cạnh đó thì khi mà bạn ủ những dòng sữa chua túi á, thì chúng ta có thể chứa được khoảng 4 lít, và vẫn là cái ở những cái khay chúng ta có, đây là máy mini chúng ta có 3 khay. Và khi mà chúng ta cũng để ý xem là cái phần này, đây là cái phần mà then cửa ở đây, cái phần móc ở đây thì nó rất là chắc chắn, tựa đề rất vững. Và cái bên cạnh đó thì cái phần khóa này, cái phần vừa tay cầm vừa khóa này á, nó cũng rất là chắc luôn, nó khép kín toàn bộ cánh cửa này, nó không cho khí cũng như là nhiệt độ thoát ra ngoài á. Và ở bên dưới này chúng tôi luôn thiết kế một cái hệ thống, phải không? Cơ bản thì đây là một cái phần mà chúng tôi thiết kế riêng để khi các bạn trong quá trình ủ mà ở phần khay hay là cái phần hũ chúng ta chứa nước mà chúng ta khi kéo ra để hạn chế vấn đề mà nước nó bị rơi ra ngoài, thì cái ở phía này có một cái khay ở dưới, nó sẽ đón những cái nước nó còn nằm ở trên khay, khi mà rơi xuống đây thì nó sẽ chạy vô qua đây, nó chạy theo cái đường ống để dẫn ra ngoài, nó không bị rơi vãi trong quá trình mà chúng ta sản xuất cũng như là chúng ta ủ cái sữa chua của mình ha. Rồi ở bên dưới này thì vẫn là bánh xe. Bánh xe này vẫn là bánh xe chịu lực, chịu được cái hệ thống bánh máy này rất là linh hoạt, điều chuyển đi nó rất là linh hoạt. Và một bánh xe như vậy thì có một cái thắng này, nó có vai trò chính là khi bạn cố định ở một cái phần phẳng mà đặt lên cái máy này á, thì chúng ta sẽ khóa cái phần bánh xe lại để nó cố định một chỗ, nó không di chuyển, không đi được ha. Và toàn bộ máy thì vẫn được làm inox 3.4 và máy thì sử dụng điện là 210V điện gia đình. Bên trên thì là cái bộ điều khiển, nó gồm là còi báo này, tiếp theo là cái phần bật tắt, đây cái đồng hồ thời gian và cái đồng hồ nhiệt độ. Thì cơ bản khi các bạn mua máy của chúng tôi thì chúng tôi sẽ có một cuốn sổ hướng dẫn cách sử dụng máy như thế nào và cũng có sự hỗ trợ của kỹ thuật trong quá trình vận hành máy. Về cơ bản thì máy thì có một điều mà như lúc đầu video tôi nói rất là rõ, đó chính là máy này có một một cái kỹ thuật rất đặc biệt, đó chính là phần điện trở dưới đáy này, nó có chức năng gọi là gia nhiệt nhanh hơn và nó thúc đẩy cái quá trình lên men tốt hơn. Và khi mà các bạn vận hành sử dụng cái máy này thì chúng ta sẽ cho phần sữa chua chúng ta vào trong khay và đổ phần nước, chúng ta đổ nước lọc hoặc là nước lọc thì chúng ta đổ vào cái này thì khoảng là nửa lít thôi, sau đó chúng ta sẽ bật máy lên vận hành nhiệt độ thời gian và chờ trong thời gian ủ, và sau đó chúng ta sẽ thu được cái sản phẩm tốt nhất của mình. Về cơ bản thì máy còn có một thiết bị khác, đó chính là cái phần gắn vào sau đó, một cái ống thông áp. Ống thông áp này chức năng là nó sẽ ổn định cái môi trường trong quá trình ủ sữa chua. Và trong hệ thống này thì
Trong cái lúc mà chúng ta dây nhiệt bên trong thì có nhiệt độ cũng tương đối là cao hơn so với nhiệt độ môi trường và không khí áp suất, cho nên là có một ống thông áp, nó có chức năng chính là nó xả cái lượng không khí vào bên trong cái môi trường này á, ra ngoài. Khi mà nó đạt cái ngưỡng cao quá thì nó sẽ thả ra ngoài. Nó sẽ giúp cho chúng ta khi mà chúng ta vận hành hay sử dụng máy thì nó sẽ an toàn hơn. Về cơ bản là máy này nó sẽ có nhiều có một số chức năng nổi trội so với cái dòng máy, những dòng máy mini khác. Nếu bạn quan tâm đến thiết bị máy ủ sữa chua của chúng tôi, máy mini hoặc là những máy có khay lớn hơn thì hãy để lại số điện thoại ở cái video, cũng như là hoặc là trực tiếp gọi liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại mà chúng tôi đính kèm phía dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin cảm ơn.